Kính thưa quý vị, mấy ngày qua, chính quyền của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát động cuộc chiến tranh tại Ukraine, khiến cho cuộc sống người dân Ukraine rơi vào cảnh chết chóc, loạn lạc, đất nước Ukraine trở nên hỗn loạn, bơm đạn nổ khắp nơi, người dân tứ tán. Trước những đau thương, mất mát và sự khốn cùng mà người dân Ukraine đang phải gánh chịu do cuộc chiến tranh gây ra, các nhà lãnh đạo Phật giáo trên thế giới đã lên tiếng phản đối cuộc chiến tranh, bày tỏ sự đau buồn trước những hậu quả thảm khốc do chiến tranh gây ra cho người dân Ukraine và cầu nguyện cho hòa bình sớm được thiết lập trở lại ở Ukraine. Đức Dalai Lama, vị lãnh đạo tinh thần của người Tây Tạng, đã bày tỏ quan điểm và cầu nguyện sự bình an cho người dân Ukraine. Ngài cho hay, Thế giới của chúng ta đã trở nên phụ thuộc lẫn nhau đến mức xung đột bạo lực giữa hai quốc gia chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến phần còn lại của thế giới. Chúng ta cần phát triển ý thức về tính hợp nhất của nhân loại bằng cách xem người khác như là anh chị em của mình. Đây là cách chúng ta sẽ xây dựng một thế giới hòa bình hơn. Các vấn đề bất đồng cần được giải quyết thông qua đối thoại. Hòa bình thực sự có được nhờ sự hiểu biết lẫn nhau và tôn trọng hạnh phúc của nhau. Thế kỷ 20 là một thế kỷ của chiến tranh và đổ máu. Thế kỷ 21 phải là thế kỷ của đối thoại. Chúng ta đừng đánh mất hy vọng. Cầu nguyện cho hòa bình sẽ nhanh chóng được lặp lại ở Ukraine. Cùng với đó, Ni Sư Jeshulma Panmo, người sáng lập Ni viện Trongi Yasanling ở Himachal Pradesh, Ấn Độ, cũng đã chia sẻ nỗi đau thương với người dân Ukraine và kêu gọi mọi người đoàn kết thương yêu giúp đỡ nhau trong lúc khốn khó. Ni Sư viết, Nỗi thống khổ của con người thật là ngoài sức tưởng tượng, tuy nhiên, đau khổ đi kèm với sức mạnh, tôi mong mọi người có thể giúp đỡ lẫn nhau và đoàn kết với nhau trong hoàn cảnh rất khó khăn này. Và thực sự, đây là lúc để thể hiện sức mạnh bên trong, không chỉ là một thành viên của một tôn giáo hay một nhóm dân tộc, mà hãy thể hiện sự đoàn kết của bạn với tư cách là một con người. Sư Sanghasena, người sáng lập trung tâm thiền định quốc tế Mahabodhi tại Ấn Độ cũng bày tỏ rằng rất đáng buồn và không may là tình hình xung đột giữa Ukraine và Nga đã leo thang và chiến tranh đã bùng nổ. Xin hãy cầu nguyện cho cuộc xung đột Ukraine và Nga sớm được giải quyết một cách hòa bình. Thầy Enshin Tanaka, lãnh đạo của Tổ chức Phật giáo Nhật Bản Nishirenshu, cũng đã viết trong tâm thư của mình rằng Là một tổ chức Phật giáo, chúng tôi lên án mạnh mẽ việc Nga xâm lược Ukraine, Chúng tôi cực lực phản đối mọi hành động gây chiến và mạnh mẽ yêu cầu chấm dứt ngay của xâm lược này bằng đối thoại hòa bình và cầu nguyện cho hòa bình vĩnh cửu trên thế giới. Bên cạnh nhiều vị lãnh đạo của Phật giáo lên tiếng phản đối chiến tranh, cầu nguyện cho hòa bình sớm lặp lại tại Ukraine, nhiều vị lãnh đạo của các tôn giáo khác cũng đã lên tiếng phản đối cuộc chiến tranh và kêu gọi lãnh đạo hai nước sớm đối thoại với nhau để giải quyết xung đột trong hòa bình hữu nghị.